Chào cả nhà. Cả nhà đang làm gì vậy? Hôm nay Như về Cao Lãnh Đồng Tháp để dựng ship cơm vui cùng hai lúa. Mà nói nhà dựng thì ít mà ăn thì nhiều quá à. Thôi, cảm ơn chú. Cũng có cô ngoài chợ. Không về nấu lên. Nóng. Bỏ ớt rồi vô. Ăn trầu lên. Thòi giòn ngon quá trời ngon. Quá ngon mắm đường nữa, có mắm đường, ớt à, mắm đường này không phải mắm đường thường nha, mắm đường, đường là đường thốt nốt, có nói ngon, ngon ổi, rồi có ổi nữa ngon, ổi quá ngon, ngon ngon. Ở vô quê dùng ngon tươi xanh ngọt nữa nè nè thiếu còn ăn không ăn không nè mọi người ngon quá luôn á. Ngon mấy con ơi, ngon quá quá ngon. Đỗ Phương căng căng cỡ sao hát được làm sao đó vừa mà ngon quá à. Ông mới thèm chua, mày thích ăn chua à, như mới thèm chua, thích ăn chua. Em nghĩ xem rồi nha, sao vậy đi đi rồi nói trời với quê nó ngon cá xíu nè, mà giờ mà không có chua có dòng dòng ăn ngọt ngọt ngon lắm. Chắc cả nhà coi nè. Ngon quá. Vừa ăn vừa tâm sự với cả nhà, hôm nay là Như dựng phim vui cùng hai lúa mà sẽ phát hành trong Tết này luôn, coi như là Tết này Như không nghỉ luôn, làm liên tục để mà ra sản phẩm. Mong mà cả nhà sẽ ủng hộ Như nha. Mắm đường cũng ngon nữa. Mắm đường làm để đường thốt nốt rất là ngon. Kẹo hết sức luôn. Nói gì dựng thôi chứ thực ra là ngồi đây. Ăn dựng ơi dựng mình ở lại mình ăn thôi. Đó, tại mình đâu biết gì đâu dựng. Kỹ thuật dựng mình chỉ coi thôi là mình nôn quá, nôn ra sản phẩm để cho cả nhà xem ship cơm vui cùng hai lúa trong Tết này luôn nha. Có ai bị kích thích không, ai thèm không, hôm nào ghé về Cao Lãnh Đồng Tháp nha, Như đãi ăn một thao gì luôn đó. Mự nè, thằng bự nè, đó bự hết sức bự luôn, mận bự đã ha, rất là ngọt. Giờ kịch bản là giờ mình ghi gì? Kịch bản gì? Kịch bản hay là biên soạn? Hay là tác giả để lấy tiếng Anh nè. Tác giả đi. Là ghi gì? Dư Khiêm Ngố. Không, ý là cái tiếng Anh đó bây giờ nó lấy ra cái gì nè? Composer. Composer là tác giả để dịch bài hát. Còn nếu tác giả trong kia là cái gì? Kịch bản á. Bản cái năm kêu bản gì? Thường là đạo diễn á, đạo diễn người bản á. Không, cái bản đó, khác là bản khác. Bản khác nhà, idea khác nữa đó. Nhiều bản cái idea là lấy tên em á, lấy Như á. Thì không là idea lên Như. Đây đúng rồi, cái chữ này nè. Chữ này đúng rồi. Cái gì? Writer đúng không? Writer đúng rồi. Trời ơi, hai đứa là thèm quá luôn. Rồi kế bên thèm quá, ăn không? Cái tô mà nước mắm đường này làm hai đứa làm, tôi nói Phương Như hết sức luôn, lặn lội từ Châu Đốc đem thốt nốt về đây làm nước mắm đường luôn á. Muối ngon à, chú Tây Ninh.
Ngon thiệt không? Còn không có mặn quá mà cũng có hơn. Làm cả năm luôn không có được ăn vậy. Luôn là không có sơn hào hải vị gì nhiều đâu, đơn giản vậy là thích rồi. Không thích ăn mắm nè. Gì đây luôn à? Khô nha, xoài. Gì đây luôn à? Mặn cũng được nè, mặn rất là ngon. Ví dụ mình cũng đi cái gì dây như vậy đó. Ừ. Lúc lên phát hiện anh hay đi cái bên kìa. Để mà dựng xích cơm vui cùng hai lúa gửi đến cả nhà trong dịp Tết này. Ở nhà nhớ ủng hộ Như nha. Xem mà thấy hay thấy vui không thì bấm đăng ký cái kênh của Như là kênh ca sĩ diễn viên Lê Như nha. Không cả nhà nhiều. Chặt là muối rồi nói chuyện chặt muối. Hai Diễm cô. Chào Nguyễn Hiển Nhi. Kéo miếng không? Chương trình lâu quá không gặp à. Thời gian qua em bị tích giang hồ đâu vậy chương trình? Mà ăn rồi hai cơm. Chua không thì tốt. Ngon ha. Ngọt ha. Cái này ngọt. Chị phim trường đó hả? Cái vàng. Chị phim trường luôn á. Phim trường luôn. Trái này ngọt. Trái hàng nước miếng. Trái hàng nước miếng. Ha. Hư rồi. Hư hết bên. Hư hết bên rồi. Thầy đủ sướng mày ăn được nửa miếng. Cắt miếng à. Đợi. Xích miếng hê. Cùng bạn xem. Xích miếng nha. Chào bác sĩ. 31 rồi. 31 mà ai có muốn ăn xoài chấm mắm đường là liên hệ với lại hai đứa đó nha. Để hai đứa làm cái món nước mắm đường này xuất sắc luôn. Nhức nách. Nước mắm nha. Đường không nấu. Cùng với ớt rất là ngon đó. Sánh làm cái đường thốt nốt làm giảm cái vị mặn của nước mắm đó. Nó có vị dịu, đường ngọt nhưng mà có vị dịu kèm vô
do đó là ớt, nước dừa, cay nồng với lại xoài vừa mới hái, giòn giòn, ngọt ngọt, chua chua. Trời rất là giòn quá. Cảm ơn con học đưa vô. Chúc ca sĩ. Chúc ca sĩ ha, không phải dạ. Xa quá như không thấy. Cảm ơn Hoàng học đưa vô, cảm ơn rất nhiều. Cái gì là mình phải. Quá rồi bác ruột rồi. Nghe trắng nước nè. Ngon lắm cả nhà ơi. Cả nhà ơi, ngon quá luôn. À chế xoài em ủng hộ ông rút nha. Ông rút Vũng Tàu hết ý rồi. Muối cũng ngon. Muối ngon ghê. Ăn với ổi. Ăn điều này không biết anh Tàu cái thăm. Sao ác anh cho Minh Thu. Nhâm Minh Thu ơi, ngon quá Nhâm Minh Thu ơi. Trời ơi, về miền Tây ăn cái cây quá ngon luôn. Mốt anh Thu viết bài trái cây miền Tây đi anh Thu ơi. Em mới vừa quay cái bài những nơi miền Tây của anh á. Sắc luôn. Cảm ơn Bé Tuyền, cái cây rất là ngon em. Hèn quá hay nghe. Bãi ra chợ liền. Hướng dẫn cho mọi người cách làm nước mắm và mắm ruốc. Mắm ruốc giờ còn nóng nè. Có làm rất đơn giản. Bắt lửa lên, bỏ mắm ruốc vô, bắn tỏi, bỏ mắm ruốc vô, để cho nóng, bắt xuống bỏ ớt vô. Còn nước mắm đường thì thôi khỏi nói rồi. Nó hơi lựa nước mắm ngon nha. Là nước mắm gì vậy ta? Mắm ấm chinh su. Ê, cho cha đã xuống con hả? Để con miếng thốt lốt. Quậy lên cho nó kẹo. Ngày mai thì Như sẽ hát trực tiếp tại đài truyền hình Hậu Giang. Cả nhà ngày mai có xem chương trình TV thì hãy bấm vào đài truyền hình Hậu Giang để ủng hộ Như nha. Với hai ca khúc Xuân Quê Ta và mình hát bài Xuân Quê Ta đúng không ta? Với bài gì đâu? Cái gì? Người ta gì? Với lại tiếng gọi quê hương gì đó. Tiếng gọi tình quê. Rồi tình quê. Rồi chuẩn bị cá lò. Nãy giờ dựng được một có tập. Có để công chưa? Để công cho em chưa? Dạ chưa. 2000 tập. Thì rất là kỹ luôn. Cho cháy mắm dứa đi. Đó. Thì những hôm này mọi người tới đây ăn nè. Đây cho ăn. Đúng rồi. Chủ yếu là mình xem mọi người dựng, mình không có biết chuyện gì hết, mình dựng ăn thôi. Đặc biệt ở đây là có món trà sữa cũng ngon cực kỳ, hot dog luôn. Hot luôn. Hay dựng không vui chị hai lúa thì không biết là như sẽ như thế nào. Chắc là giảm cân cấp tóc luôn á. Sắp có rồi Lê Lê ơi. Sắp có rồi. Chuẩn bị thuốc tập một nè. Up lên kênh liền luôn nha. Cả nhà mình vô đăng ký kênh ủng hộ như nha. Không có mình phải gọi cái gì là ship cơm à, tai nhạc à, phim à, đó. Phục vụ cả nhà. Trong một năm vừa qua, mình như đi diễn đi hát, không có dành thời gian để làm nhiều cái sản phẩm. Bây giờ tập trung sẽ làm nhiều sản phẩm để gửi đến cả nhà. Nhà nhớ theo dõi và bấm đăng ký ủng hộ kênh ca sĩ Nguyễn Lê Như nha. Đã những mùa xuân tươi. Nhà
sao đâu, sao đâu bụng quá. Đau bụng chưa? Bụng không thấy cái mèo không gửi. Cái mèo nước lặng á. Mèo gì? Thôi, em nói cái vụ này. Thôi thôi. Đi đi đi. Gì xóa rồi hả? Đau bụng rồi. Cười mà coi. À, đúng rồi, chơi vui chơi nhiều vô rồi người ta ăn rồi bây giờ ta đau bụng rồi coi là sao? Ủa ăn mắm dứa mắm đường ăn uống nước lạnh vô chi bị đau bụng đúng rồi. À, nói chơi làm thiệt trời đau bụng quá. Chị đi. Con đi chị Tâm ơi. Đang nói chuyện mọi người. Nói chung là ổn, hơi đau bụng xíu. Đi con hả? Đi con của mình bị nó khóc bụng không? À. Này được không? Mà thử kéo dài hả? Trước khi mà chào tạm biệt cả nhà thì hy vọng là cả nhà sẽ theo dõi kênh Lê Như để ủng hộ những tập phim sitcom Như Cùng Hai Lúa. Nhớ cười thả ga và bấm đăng ký cho kênh của Như nha. Và đặc biệt là ngày mai đó là Như sẽ hát trực tiếp tại Đài Hậu Giang. Mọi người cũng đến xem và ủng hộ Như nha. Chào cả nhà. Úi dạ trời đau bụng quá Tâm ơi.